My Adventure, lối vào. Bây giờ Bana với Nhật Vi sẽ đi vô chơi tàu lượn mà có cảm giác mạnh. Ừ. Sợ hả? Cái này nó cũng thấp à? Bây giờ. Không, nó thấp à? Nhưng mà con sợ nó, con không thích. Nó cũng thấp à con, không có cao. Đó. Cũng được, không có gì hết á. Đi. Đi vô bình thường thôi, tại vì nó cũng thấp mà nè, cái này nó thấp thấp mà nè. Cái này nó cũng như y như để là mình chơi à. Nè, bình thường. Làm gì vậy Vy? La cho nó đã hả? Chưa, biết đi slide không? Không, con sợ độ cao. Con sợ độ cao lắm. Cái này cao hơn nè. Ba ơi, đừng có bay nè. Đây, đây, đây. Wow. Wow, đã chưa? Rồi xuống nè. Ok không? Hết sợ đúng không? Đi được ngon lành luôn. Gãy lên, gãy lên. Nhìn cái đó. Gãy lên. Gãy lên, gãy lên. Không, nhìn cái đó.